Lúa này nó thông cái lúa kia đó, mùng đâu mùng đâu. Sao đây gì đâu cần xét nghiệm đâu. Rồi đó hả? Nó chở khách đi nhưng mà sao mười mấy chỗ nhưng mà nó chỉ cho chở được 7-8 người thôi. Chắc mình đi xe gấp Cứ bốn hơi người ghé hả? một người hơi ghé người hơi ghé đó. Giá 4.000 đó hả? Không, xe đây rẻ hơn. Nó đã quay ngõ bao nhiêu á. Cùng lắm thì hơi 100.000 là cô. Lần trước mình sai đi đi mấy? Bình thường xe đi xe đường trường thì đi 100.000. Còn dù như đi cua tóc thì có 100 mấy nghìn thôi. Anh đi xe mặt ô tô nếu mày không có tàu thì tàu cũng chở À, tàu nó mở rồi đó nhưng mà có tiêm hơi mũi. Chứ bởi vì về gì cũng phải đi ô tô thôi chứ. Bao giờ tuần nó nhật tuần à? vì thứ hai là thách đầu cho ai cho mày đợi sát thứ hai mình về ra nữa về trước đó mình trong một ngày nghe thứ hai Chỉ nhật về rồi. cái người Sài Gòn là đi về đón ai được chưa ta, Vậy được rồi. nó cần phải tiêm mũi tiêm Hai gì chứ? mũi, hai mũi là hình như không có cách ly đó, hay là cách ly 7 ngày ở nhà thôi. Không, một mũi nó có ly hả? Một mũi thì phải... nhưng mà ý là không có cái kiểu cách ly tập trung. Con gửi xe khách chạy đây mà, chạy Sài Gòn đây. Mấy người ở Sài Gòn gì hả? À, vừa rồi đám to không vậy à? Dây 49.000 gì đó. À, quê, quê Sài Gòn, tôi nói. Thì anh em ông ở Sài Gòn không mà. Cha mẹ còn sống à? Con đi trước mẹ luôn. Đấy là bán nhà Sài Gòn hả? Do là cho nhưng mà dạng như bán nhà bay kia cho ông anh kìa, cho ông anh trước được ông quấy ông không phá hư đường nó từ đường rồi nhà cửa rồi ở đây là không biết được gì cả. Lên lầu chị ơi. Mình nói chứ mình chứ đỡ ngoại mắt mà ba mẹ anh không mới là thăm á, rồi mới xin xã ra anh không thì chuẩn bị đi Sài Gòn á, sợ là chồng ta bị bà nội bị yếu rồi kìa. Ủa, đợi đó anh Khôi cũng đeo toan, đeo toan cái giờ à? Nhưng mà ông đeo cái gì cũng phải xin chứ. Cái là trước là bà ngoại ông mắc chị cũng mang ta nó lấy đây sao đau không chị? Cứng ha. Chị đã chắc quen rồi. Lấy mụn nhiều mà thành nữa. Giờ có lỗ chân lông đau quá rồi.
nhiều có bạc